Con cái ăn trộm tiền của bố mẹ có phạm giới trộm cắp không sư? Thuở ấy 7-8 tuổi, lúc lấy cắp tiền, con lại có tâm vui mừng vì có tiền đi chơi. Khi bố mẹ hỏi lại sống chết chối rằng không có lấy, giờ nghĩ lại con mới biết con còn thêm tội nói dối nữa. Và cho con hỏi thêm việc này, phạm giới là chỉ những ai đã và đang thọ giới nhưng vi phạm thì mới gọi là phạm giới, hay điều đó là bao gồm cả những người chưa thọ giới? Xin thưa, là người bị điện giật, bao gồm cả người có hiểu biết về điện và chọt tay vô ổ điện thì bị điện giật, lẫn người không biết gì về điện và chọt tay vô ổ điện thì vẫn bị điện giật. Tức là khi chúng ta chọt tay vô ổ điện thì dù mình có biết hay không biết thì mình vẫn bị điện giật như thường. Nhưng mà cái người mà biết á, thì họ không, thường thì họ không có ngu tới mức độ mà họ chọt tay vô ổ điện, trừ một số trường hợp đặc biệt. Chứ còn mà người không biết thì chắc chắn là cái khả năng họ chọt tay vô ổ điện rất là cao. Sư ví dụ nó như thế để quý vị thấy rằng dù quý vị thọ giới hay không thọ giới, quý vị trộm cắp thì vẫn phạm tội như thường. Chứ không có chuyện là mình không thọ giới thì mình sẽ không phạm giới. Không có chuyện đó nghe. Cái ý nghĩa của việc thọ giới đó là tôi quyết định từ giờ trở đi tôi sẽ gìn giữ giới này. Nhớ nha. Là tôi quyết định từ giờ trở đi tôi sẽ vâng giữ điều học này. Đó là ý nghĩa của việc thọ giới. Chứ còn có thọ hay không thọ, mình phạm giới thì vẫn là phạm như thường. Còn cái câu hỏi ở trên thì xin thưa đó vẫn là tội trộm cắp. Chỉ có trường hợp như thế này nè là được chấp nhận ở trong, xin nói là tương đồng như tạng luật. Tại vì trong tạng luật á thì có trường hợp như thế này, ví dụ như sư với sư Đại Đức Tuệ Tường, như Đại Đức Tuệ Tường vừa qua thiền viện Nguyên Thủy ở vài hôm đi, thì thí dụ như là giặt đồ thì biết ở đây là cái bột giặt của ông sư Hạnh Tuệ, thì thân tình quen biết mà nhiều khi cũng khỏi mở miệng xin, cứ cứ lấy bỏ vô giặt thôi. Thì trong trường hợp đó thì Đại Đức Tuệ Tường không phạm tội trộm cắp, tại vì giữa sư và Đại Đức Tuệ Tường là gọi là có cái mối thân tình, thì nếu sư có biết thì sư cũng hoan hỷ thôi, không có vấn đề gì hết. Thì trong trường hợp đó là không phạm tội trộm cắp, nghĩa là thứ nhất là có cái mối thân tình và cái thứ hai là đồng phạm hạnh nha, tức là cái phẩm hạnh của mình là ngang nhau. Cái thứ ba là nếu có biết thì vị ấy vẫn hoan hỷ, thì trong trường hợp đó thì không có phạm trộm cắp. Đây là sư đang nói ở trong tạng luật. Thì trong cái trường hợp ở tại gia thì nó theo cá nhân sư ha, thì có thể áp dụng trong trường hợp như thế này. Ví dụ như ba mẹ mua ví dụ như là mua nước giặt đồ về, ví dụ như vậy, hoặc là bàn chải đánh răng, kem đánh răng về để đó, đâu có nói là ba má cho con đâu, không hề nói không hề nói. Rồi quý vị ở trong nhà ba má cũng không nói là điện này là ba má cho con xài, không có nói nghe, nước này ba má cho con xài cũng không có nói. Nhưng mà khi mình xài thì ba má vẫn hoan hỷ, không vấn đề gì hết. Thì trong trường hợp đó mình không phạm tội trộm cắp. Còn tiền ba má không cho, mình lấy ba má không hoan hỷ, thì khi đó là mình phạm tội trộm cắp. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm hay không? Kính thưa Đức Hành Tại, kính thưa quý vị, thì đúng thật như vậy thưa quý vị. Đức Hành Tại đã giải thích câu này rất là rõ ràng. Chỉ cần quý vị lưu tâm giúp gì sư những cái điểm chính thôi. Chính mà Đức Hành Tại có ví dụ cái vấn đề mà ở trong tạng luật, trong chánh tạng,
Mà cái vấn đề mà ở ngoài xã hội cũng vậy, chỉ cần mình ý thức được, thưa vị, mình ý thức được là cái gì mà gọi là tài sản chung, tài sản riêng thôi, đúng không? Mình ý thức được cái đó, đúng không? Còn khi mà mình cẩn thận nữa, cái gì mà nó mập mờ nó không rõ ràng thì mình cứ hỏi, đúng không? Mình cứ xác minh cho nó rõ ràng. Rồi mình hãy tiến rồi mình hãy tiến hành, mình làm cái hành động đó, đó rất kỳ quan trọng. Như Đức Hành Đại có nói cái ví dụ mà thật sự là rất là dễ hiểu, rất sinh động đó. Mình phải biết là cái gì mà ba mẹ mình ở ba mẹ mình đi, là cái gì mà ba mẹ mình cho phép, được phép mình mình dùng, mình thoải mái dùng, cái gì là không cho phép. Đó, thì đương nhiên cái đó rõ ràng là mình hiểu được là cái giới trầm cấp thì thế, trầm có phạm giới không, không là như thế nào. Còn mà mình có một trường hợp đó nha, một trường hợp này đó là mình cố gắng, mình cố cố không hiểu, sử dụng cái từ là gọi là mình cố tình mình không hiểu, mình cứ nói cho là con tưởng là tiền của mẹ để đó cho nên con dùng này nó kêu, thì cái này là chẳng qua là cái phiền não mình nó tự lừa dối mình thôi, thưa việc. Cho nên cũng phải cẩn thận thôi. Thì chú ý câu hỏi này cũng khá đơn giản, nhưng nó cũng không có vấn đề, nó cũng không có phức tạp gì. Quan trọng nhất là mình bây giờ trước khi kết thúc câu trả lời này ha, sư chỉ có lời khuyên là đầu tiên là mình tìm hiểu kiến thức căn bản, đặc biệt là cái tâm quy ha, và cái ngũ giới này, và đặc biệt cái chi phần giới giới nó kỹ. Thì vốn vì cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, có vẻ là mình còn mơ hồ về những cái khái niệm, những cái định nghĩa hay những cái chi pháp về giới quá đi, những cái căn bản nó quá là vỡ lòng đi. Cái này là cần phải nên học nha, cái này nó quá vỡ lòng rồi, buộc phải nên học đó. Tại vì mình không học được thì mình không biết đâu là thiện, đâu là ác, đâu là đúng, đâu là sai, đâu có gì nên làm, cái gì nên làm đó. Cho nên là cái việc mà cái lời khuyên của sư là khi mà đặt câu hỏi này thì cần phải nghiên cứu Phật pháp căn bản, nền tảng vỡ lòng đó, nó kỹ càng để mình để cho cuộc sống mình nó có được cái đạt cái sự an lạc ngay trong hiện tại, trong tương lai, cho mình tránh xa những cái lỗi lầm ngay trong hiện tại, rồi ngay trong hiện tại này và ngay trong tương lai nữa. Đó là cái điều mà nên làm đó. Tại vì cái câu hỏi này thật sự nó quá là vỡ lòng, thưa quý vị. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.